Thưa quý bà chị em, ban cho là cái mệnh lệnh. Khi Đức Chúa Trời ban cho là lúc chúng ta phải làm việc. Khi Đức Chúa Trời ban cho là lúc chúng ta phải chia sẻ. Chúng ta chia sẻ, Chúa cho chúng ta có nghề nghiệp để chúng ta làm việc, để chúng ta giúp người. Chúng ta có nghề nghiệp, có việc làm để chúng ta nuôi mình. Chúng ta có việc làm, có tiền bạc thu nhập để chúng ta ban cho. Chúa cho chúng ta có tiền bạc thu nhập để chúng ta dâng hiến cho Chúa. Ban cho, dâng hiến, chia sẻ để được Chúa ban cho. Ban cho là mệnh lệnh của Chúa. Ban cho là đầu tư ở trên thiên đàng. Điều cuối cùng chúng ta suy nghĩ, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cách đầy đủ. Câu 19, Đức Chúa Trời con sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đầy đủ sự cần dùng có nghĩa là gì? Có nghĩa là Chúa cung cấp đầy đủ mọi sự cần dùng cho chúng ta. Chúa cung cấp đầy đủ mọi sự cần dùng cho anh chị em để chúng ta làm trọn ý muốn của Chúa. Chúa ban cho chúng ta đủ để chúng ta làm trong ý muốn của Chúa. Đối với chúng ta có nhiều điều mình muốn lắm, chứ thôi thưa từ đầu. Nhưng chúng ta phải biết rằng Chúa ban cho chúng ta đủ những điều chúng ta cần. Tôi muốn được Chúa ban cho sức khỏe dồi dào, nhưng Chúa chỉ cho tôi đủ khỏe để làm tròn ý muốn của Chúa. Chúa cho tôi bị đau cái lưng và Chúa chữa lành đủ để đi đứng khỏe mạnh. Hiện nay thì tôi không thể đá banh, tôi thích đá banh lắm nhưng mà không thể chạy được. Vì Chúa không cho, Chúa cho đủ khỏe để hầu việc Chúa, chứ không phải là cho khỏe mạnh là để chạy đi đá banh. Mặc dù tôi rất thích đá banh, tôi muốn Chúa ban cho tôi có nhiều tiền lắm, nhưng Chúa cho tôi có đủ để tôi làm trọn ý muốn của Chúa, để dâng hiến, để chia sẻ chỗ này, để chia sẻ cho chỗ kia. Tôi muốn có, mình có nhiều tài năng, nhưng Chúa ban cho tôi đủ khả năng để hầu việc Chúa. Đời cũng biết sơ sơ, vi tính cũng biết sơ sơ, đủ để làm cái bài giảng. Đời thì cũng đủ hát, gọi khen Chúa. Chúa ban cho chúng ta đủ để chúng ta làm ý muốn của Chúa trong cuộc đời. Cô Nô Tô thứ nhì và 9 câu 8 Thôi Lô nói rằng Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hành đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta y theo sự giàu có của Ngài. Y theo sự giàu có của Ngài là gì? Và tôi ví dụ 1 triệu phú gặp một người ăn xin mà chỉ cho cái người ăn xin đó 1.000 đồng thôi, thì đó là gì? Là ban cái triệu phú này cho người ăn xin từ sự giàu có của ông, tức là ông lấy ra 1.000 cho người đó. Nhưng nếu người triệu phú này cho người ăn xin theo sự giàu có của mình thì cái số tiền nó sẽ khác, tức là không phải 1 đô la, mình có 1 triệu, mình cho theo sự giàu có của mình thì ít ra là 50 hay là 100, chứ không phải là 1.000. Cho 1.000 là từ sự giàu có của mình, nhưng cho 100 hay nhiều hơn nữa là y theo sự giàu có của mình.
Cho nên ở đây Phaolô nói rằng Chúa ban cho chị em không phải là từ sự giàu có của Ngài, nhưng mà y theo sự giàu có của Ngài. Ephesians 3:8, sự giàu có không do không dò được của Đấng Christ. Sự giàu có